Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Mường Khương đã tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2020 để quán triệt triển khai các văn bản luật mới được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9. Tại hội nghị, 70 đại biểu thuộc các cơ quan đơn vị trong huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã được phổ biến những nội dung về luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng chống thiên tai, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, luật thanh niên, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đều nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe các báo cáo viên truyền tải những thông tin cơ bản của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9. Qua đó nhằm thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.